mình sẽ viết tiếng Anh là interior, đúng không ạ? Đấy, các cái tham số ví dụ như là cái tỷ lệ khung hình này. Đấy, tỷ lệ khung hình thì chúng ta sẽ cho ra những cái kết quả khác nhau này. Đây là tổng hợp các cái tham số thôi nhé. Đấy, rồi những cái tham số như là sự hỗn loạn, chaos này thì nó sẽ thay đổi cái mức độ đa dạng kết quả hay là cái giá trị, nó tạo ra những cái biến thể nó vô cùng độc đáo. Rồi cụ thể bên trong đấy là cái gì chút nữa thì chúng ta sẽ đi. Chất lượng này, chất lượng thì chúng ta sẽ ra được những cái chất lượng hình ảnh khác nhau. Không phải là kích thước mà nó là và độ chi tiết của hình ảnh. Rồi no, ở đây mình cũng thể là đưa cái câu lệnh mà negative, tức là câu lệnh trừ, câu lệnh âm vào trong Midjourney, tức là gì ạ? Mình không muốn cái gì đó. Đấy, mình không muốn cây chẳng hạn thì cái hình ảnh trong đó nó sẽ không có cây, bỏ bớt đi cây cối ví dụ thế, hoặc là no red thì nó sẽ không có màu đỏ, kiểu kiểu như vậy, thấy chưa ạ? Cái hạt giống seed này thì mỗi một cái ảnh nó tạo ra ấy, thì nó sẽ tạo ra một một cái seed ngẫu nhiên. Cái seed này nó là cái hạt để nó bắt đầu ra cái ảnh đó, để bắt đầu tạo ra cái ảnh đó. Cho nên mỗi ảnh nó sẽ có một cái seed khác nhau. Và nếu mà chúng ta muốn làm lại cái ảnh đó thì chúng ta cần phải có một cái seed giống cái ảnh ảnh gốc. Rồi chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cái này. Hoặc là stop dừng lại thì là mình muốn nó dừng lại ở chế độ là bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ cái ảnh nó chạy anh chị em thấy là chạy 0% rồi, xong 23% là 63% là 93% là kiểu kiểu vậy. Thì mình muốn nó dừng ở chỗ nào thì mình dừng lại. Để làm gì ạ? Để ví dụ mình muốn muốn làm cái hình minh họa, cái quá trình nó gì ạ? Nó diễn ra cái bức ảnh đó thì mình có thể đưa ra những cái yêu cầu stop ở cái chỗ nào đó. Đấy, cái phiên là phiên bản style này là phiên bản là nó có chuyển đổi giữa các phiên bản 4 khác nhau. Phiên bản 4 thì hôm trước anh chị em học rồi, nó có 4 phiên bản, 4A, 4B, 4C, 3 phiên bản. Thì hiện nay chúng ta đang sử dụng mặc định là phiên bản 4C. Nhá. Cách điệu là stylize. Đấy, stylize thì nó là cái ảnh hưởng đến mức độ phong cách thẩm mỹ mặc định của Midjourney. Upscale thì nó có hai loại: upscale, upline là upscale một cách nhẹ nhàng. Đấy, up beta thì cái kích cỡ up nó to hơn, nó to gấp đôi so với cả các cái upscale bình thường. Đấy. Một số thông số phiên bản khác ví dụ Niji, nó là phiên bản là gì ạ? Nó phiên bản với phong cách anime. Đấy. Và cái Niji này là do Midjourney kết hợp với một bên cái công ty là Niji. Đấy, không phải công ty Niji mà cái công ty nó tên là gì ạ? Hôm trước vừa mới giới thiệu rồi ạ. Nhưng mà nó ra cái phong cách Niji, đó là phong cách gọi là anime. Rồi, đấy. Ngoài ra thì có một số thông số khác, ví dụ như là creative này, sáng tạo này, trọng số hình ảnh này. Đấy. Trọng số hình ảnh là gì ạ? Là khi mà mình đưa cái trọng số này vào thì cái hình ảnh đó của mình nó sẽ quan trọng hơn. Cái mức độ quan trọng của cái câu lệnh hoặc của cái hình ảnh mà mình đưa vào. Được chưa ạ? Rồi. Video đấy. Đấy là một số cái danh sách tham số thì Huy đi qua thôi, bởi vì là anh chị em sẽ không thể nào nhớ được.